Đây đang là đường Tháp 10, phường 2, quận 6. Đây, ngôi chợ Bình Tây đang ở phía trước mặt chúng ta này. Đây là góc đường Lê Tấn Kế cắt với đường Tháp 10. Đây, Tuấn Dương sẽ đi vô trong này, coi bà con họ buôn bán ra sao. Đó. Đấy, hàng hóa, các cái đồ khô, thực phẩm khô ở chợ này để bán được. Đây là bán, họ bán sỉ các bạn ạ. Các cái đồ như là tôm khô, cá khô, hủ tiếu, măng miến, bún khô, mì là những cái mặt hàng bán rất chạy trong cái thời điểm này. Nên là ở khu chợ này vẫn hoạt động rất nhộn nhịp, vì đây là cái chợ đầu mối để cung cấp thực phẩm cho toàn, không những là thành phố mà kể cả những các cái tỉnh lân cận. Chính vì thế nên là nó hoạt động, nó hoạt động từ sáng cho tới tận chiều. Trong cái thời điểm này đó, những các cái mặt hàng như là gạo này, mì này, đồ khô thì lại bán được, vì họ mua để dự trữ các bạn ạ. Họ mua để dự trữ. Cái khúc này thì chuyên bán các cái phụ kiện, phụ liệu nào là nhang này, rồi bao xốp này, nên nó không có đông đúc. Bên đây các bạn nhìn này, họ bán các cái mặt hàng, đây là gạo này, gạo các loại, rồi bán bánh kẹo. Mùa này chỉ những cái nhu yếu phẩm thì bán chạy thôi, còn các cái mặt hàng về ăn chơi thì không có đông. Và những cái người mà bán các cái ly mang về hoặc các cái hộp đựng cơm mang về này các bạn ơi, thì ly mang về, ống hút, bịch xốp, thì những cái mặt hàng này là bán rất được nhé. Lý do họ bán được là người ta không cho phép bán ăn tại chỗ mà chỉ cho phép bán mang đi thôi. Vì thế nên nhiều người họ buộc phải thay đổi, là họ phải đóng gói những cái đồ ăn thức uống của mình vào trong những các cái bao hoặc các cái túi để cho khách mang đi. Đây các bạn thấy các cái đại lý, buổi sáng thì còn đông nữa cơ, nhưng buổi chiều này thì những người mà đi làm về thì họ mua cho mình một thùng mì, vài chai dầu ăn, một ít nước mắm, nước tương gì đó. Cái khu bán các cái muỗng nhựa, đũa nhựa, các cái đồ đựng cũng đông khách. Đây là góc đường Chu Văn An cắt với đường Phan Văn Khỏe các bạn ạ. Đây, Tuấn Dương sẽ quay trở lại. Mình sẽ cùng đưa cô bác anh chị lang thang cái khu chợ. Đây là chợ lớn, hay nó còn có tên là chợ Bình Tây. Đó, các bạn nhìn thấy mì này, họ
mì họ để đống ra, đóng gói này để bán cho khách. Đó, thì những cái mặt hàng mì này rất là bán rất chạy. Họ bày sát ra tận phía ngoài này, thì ai họ cũng muốn có cái nhu cầu mua mì. Mì bây giờ để mà ăn một bữa sáng ấy, các bạn, thì chỉ cần một gói mì ăn liền cộng thêm trái trứng, một vài lát rau cải, vậy là xong cái bữa sáng rồi. Đây chúng ta vẫn đang đi ở cái khuôn viên của chợ Bình Tây. Đây đang là đường Trần Bình các bạn. Các chợ đầu mối này vẫn hoạt động, nhưng mà dịp này thì cái du khách tới gần như là không có, vì các cái chuyến bay quốc tế thì cũng không có, rồi hạn chế bay giữa các tỉnh thành với nhau. Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì ngày có một chuyến thôi, nên là lượng khách lượng khách đi máy bay đã giảm đi đáng kể, nếu không muốn nói là số lượng bây giờ rất hạn chế. Rồi, giờ họ đang chuẩn bị họ dọn hàng. Này, các cái cửa hàng này bây giờ cũng giờ này là cái giờ họ dọn, họ không còn buôn bán nữa. Đây, các cái dãy gian hàng phía bên ngoài này cũng đóng cửa, họ nghỉ rồi. Mùa này buôn bán ở chợ thì không có đông, nên là nhiều cửa hàng họ nghỉ sớm. Cấm đậu xe mua bán. Đó. Ai ra vào chợ thì cũng đều được nhắc nhở là mang khẩu trang để đi vào chợ các bạn. Đề nghị đeo khẩu trang khi vào chợ. Đây đang là chợ Bình Tây nhé các bạn. Đó. Phía bên ngoài này thì họ cũng đang chuẩn bị để dọn hàng. Chung là bây giờ họ cũng cứ làm nhanh nhanh chóng chóng, buôn bán nhanh nhanh chóng chóng rồi đi về. Cũng ít người muốn la cà như ngày xưa. Bánh tráng nướng, bánh trứng nướng. Đây ra tới ngoài này là đường tháp 10 các bạn. Đây mình sẽ cho các bạn coi cái góc này là một cái góc của chợ Bình Tây. Rồi, thôi chúng ta sẽ đi nhé. Con đường này bình thường ngày nào cũng kẹt xe, nhưng mà ngày hôm nay thì thấy khá vắng vẻ. Đó. Chợ Bình Tây cũng mới được trùng tu sửa chữa lại. Đây những người này họ chở hàng đi này các bạn này. Chở hàng đó. Cái xe chở. Đó. Rồi bây giờ chúng ta đi nhé. Rồi đi thôi các bạn ơi. Bán hạt dẻ này.
một số người họ lấy hàng ở bên trong ra thì họ mang ra ngoài để họ chuẩn bị chất lên xe. Đây các bác đạp xích lô này, mùa này cũng vắng khách, ngồi chơi xới nước. Đây đang là góc đường Chu Văn An cắt với đường Tháp 10. Các bạn nhìn phía bên trước mặt chúng ta có những cái dãy nhà này, họ xây theo cái kiểu chung cư cũ của ngày xưa. Rồi chúng ta đi. Hiện nay ở Sài Gòn thì có cái hẻm 207 đường 3 tháng 2 thì cũng mới có thêm cái ca nhiễm nCoV nên họ phong tỏa cái hẻm đó. Còn ở bệnh viện Bạch Mai thì cũng là một cái ổ dịch rất lớn. Là một cái ổ dịch rất lớn các bạn ạ. Và thông qua cái việc mà cung cấp thức ăn cũng đã khiến cho cái khu vực bệnh viện Bạch Mai bây giờ thì đang không có, tức là hạn chế nhận khám chữa bệnh, trừ phi một số những cái ca nặng, nói chung cũng chưa có cái quyết định cuối cùng. Nhưng mà một cái bệnh viện bị lây và cái nguồn lây này họ đánh giá là rất nguy hiểm. Đây khu này chuyên các cái mối chở những các cái đồ nhựa này, hàng công ty họ chở đi để giao cho các cái tiểu thương, tiểu thương họ bán lẻ bột giặt Thanh Nhàn. Khu này là cái chợ những các cái mối lớn, chú ba, cửa hàng chú ba chuyên bán các cái đồ chanh tre nứa lá. Đây tuần đường sẽ rồi, đây là góc đường Phan Văn Khỏe. Khu này là khu của người Hoa đấy các bạn. Đây là quận 5 đó, các ông bà già ngồi bán hàng. Khu này bán đồ câu này, cần câu, lưỡi câu, lưới chống nắng. Cô này cô ấy chở dầu ăn này, còn bên đây là họ chở mì này các bạn này. Đó, có cái loại mì ở đây bán rất chạy, khách tới mua mì để mang về thì mỗi người mua một thùng hoặc là hai thùng đó. Khu này bán cái phụ kiện đồ câu khá nhiều. Đây quẹo phải này chúng ta sẽ đi ở góc, đây là đường Gò Công cắt với đường Phan Văn Khỏe các bạn ạ.
Đây họ bán các cái phụ kiện để nhốt cá. Khi mà cá câu được con cá rồi thì sẽ cần phải có những cái lồng để nhốt con cá lại. Chuyên bán phụ kiện là các cái lưới câu. Đây là mặt sau của cái chợ Kim Biên đấy các bạn. Đó. Mặt sau của chợ Kim Biên. Đây Tuấn Dương sẽ đi cái lối bên này. Đây đang là khu chợ Kim Biên. Chợ Kim Biên này chỉ họp buổi sáng thôi các bạn, buổi chiều thì nhiều cửa hàng cũng đã nghỉ rồi. Lúc này cô này cô ấy, rác là cô dục hết ra ngoài đường, cố gắng là vứt ra ngoài đường. Thùng rác ở khu này không có, ai muốn vứt thì vứt, ai muốn quăng thì quăng. Ông chú này ông ngồi bán dừa này, ngồi vắt vẻo con trèo bẻo trên cái xe. Đây là bán đồ chơi. Đồ chơi đổ đống luôn. Này chắc là bán ký quá. Đúng rồi, đây là các cái con này bán ký luôn. Còn qua đây là bán sâm lạnh trà tắc. Chúng ta đang có mặt ở đây là trước cổng chợ Kim Biên, số 37 đường Vạn Tượng. Thế bây giờ Tuấn Dương sẽ tạm dừng cái video này tại đây nhé. Cảm ơn quý cô bác anh chị mình đã quan tâm theo dõi. Và hãy đừng quên bấm nút like, đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay để xem nhiều video mới của Tuấn Dương, chia sẻ về cuộc sống Sài Gòn. Đây các bạn nhìn này, một cái em bé rất là nhỏ kìa. Nhìn cái em bé này nó lái xe kìa. Giỏi chưa? Đó, hai đứa nó đi nó kéo cái thùng kìa. Wow, trời ơi, nó chạy như là nghệ sĩ luôn. Chào mừng quý cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Thưa cô bác anh chị, hiện nay Tuấn Dương đang có mặt ở chợ Kim Biên, số 37 Vạn Tượng, phường 13, quận 5. Các bạn có thể nhìn ở trên bầu trời kia kìa, có những cái cánh diều. Đó, có những cái con diều của các bạn nhỏ đang thả. Đây là cái cánh diều này các bạn này. Đó, con diều. Thường buổi chiều ngày xưa Tuấn Dương cũng hay thả diều lắm, nhưng bây giờ mình cũng không có thời gian để chơi. Thì hôm nay Tuấn Dương sẽ đưa cô bác anh chị xuất phát từ cái địa điểm chợ Kim Biên này. Mình sẽ đi lang thang Sài Gòn. Đây đang là góc đường Vạn Tượng, cắt với đường Hải Thượng Lãn Ông. Phía bên kia đường ấy, là đằng sau cái chiếc dù này là tượng Khổng Tử. Còn bên kia là tòa nhà The Garden Mall. Ngày xưa nó là Thuận Kiều Plaza, hay họ gọi là cái tòa nhà ma ám, tòa nhà có ba cây nhang là nó đấy các bạn. Đây đang là khuôn viên của chợ lớn. Đây có cái tuyến số 1 là tuyến xe buýt bến thành Suối Tiên. Thì cái tuyến xe buýt này cũng vẫn đang còn hoạt động. Nó hoạt động các cái tuyến xe buýt bây giờ chỉ một số tuyến chính mà đông khách thì họ mới hoạt động thôi. Còn những cái tuyến phụ mà ít khách thì họ đã ngưng hoạt động rồi. Đây những cái xe bán trà sâm trà tóc này, buổi chiều là họ dọn ra ngoài để họ bán cho người đi đường.
Chị này bán bò bía, ngọt, kẹo chỉ. Đây chúng ta đang có mặt ở cái phố Hải Thượng Lan Ông. Con phố này vào mỗi cái dịp Tết hoặc Noel thì họ bán những các cái đồ trang trí theo mùa. Noel hoặc là đồ trang trí Tết. Còn bình thường thì họ bán các cái đồ trang trí đám cưới. Các cái loại đèn xoay. Và nhiều tiệm bây giờ họ đều có cái thông báo là chúng ta phải mang khẩu trang khi mà ra vào tiệm. Đây thưa các bạn, ở bên tay đây trước mặt chúng ta là một cái diều này. Họ bán những cái diều này cho chúng ta chơi diều. Thường là cả người lớn và trẻ con ai cũng thích chơi diều. Bên trước mặt đây là chùa Ông Bổn các bạn ạ. Chùa Ông Bổn, còn kế bên chùa Ông Bổn là trường Trung học cơ sở Trần Bội Cơ. Trường Trung học cơ sở Trần Bội Cơ. Sài Gòn những ngày này người dân họ cũng hạn chế đi ra đường, trừ phi họ có việc, trừ phi có việc gì đó thì họ mới ra thôi, còn lại thì họ không có đi ra đường nhiều như trước nữa. Các cái hàng quán cũng đóng cửa nghỉ sớm hơn vì cái mùa này họ gọi là cái mùa điều hưu, buôn bán rất là điều hưu. Nhiều các cửa hàng thì họ nghỉ sớm, không còn bán muộn như trước. Cái khu này ấy, nếu mà trong những cái ngày đó, ở Việt Nam là cứ quét hắt đổ ra đường hết. Đống rác to tướng thì sẽ đổ lung tung beng ra trước cửa. Đây trước mặt chúng ta là cái tượng đài, tượng đài như là Kim Đồng thì vậy. À đâu, xin lỗi, tượng đài Phan Đình Phùng. Tượng đài này là cái ngày xưa người ta gọi là ông này là thánh tổ truyền tin. Quẹo trái thì chúng ta sẽ đi vào đường Tống Đốc Phương. Đây đang là góc đường Nguyễn Thi cắt với đường Hải Thượng Lan Ông. Đây là bưu điện chợ Thi này các bạn. Bưu điện chợ Thi đây. Đây là đường Mạc Cửu. Đó. Đi theo cái hướng thẳng, cái hướng camera là đường Tống Đốc Phương. Đây, nếu mà chúng ta đi cái hướng quẹo phải sẽ đi sang bên quận 8 các bạn ạ. Đi qua cầu Trà Và để sang quận 8. Còn nếu mà chúng ta đi quận nhất thì sẽ đi cái hướng trước mặt này. Đây mình sẽ đi chút xíu để cho cô bác anh chị mình nhìn thấy cái lối đi lên cầu Trà Và nhé. Đây là lối lên cầu Trà Và. Cầu Trà Và bắc từ quận 5 sang quận 8.
Lượng xe cổ ở đây khá đông. Đây là Tuấn Dương sẽ đi men theo cái lối đi ở phía bên dưới cầu Trà Và. Rồi mình đi chui qua cầu sang bên kia. Đó. Rồi. Đây là cây cầu Trà Và bắc từ quận 5 qua quận 8. Đây là góc đường Trịnh Hoài Đức cắt với đường Vạn Kiếp. Đây, muốn chui qua cầu đi thì chúng ta có thể đi cái lối này. Đi sang nó sẽ dễ hơn. Chui dưới gầm cầu. Cái khu vực gầm cầu cũng là cái khu mà nhiều người họ sinh sống, đặc biệt là những cái người mà không có cái xin chào. Dạ. Nhiều người mà không có cái nơi ở ổn định ấy, thì họ sẽ ở trong những các cái khu gầm cầu này. Đường phố do buôn bán họ vứt rác khá nhiều. Đây là phố Lương Nhữ Học. Đây là góc Lương Nhữ Học cắt với đường Trần Tướng Công. Đấy, có một cái tên đường này, đường Trần Tướng Công luôn. Đây, Tuấn Dương sẽ đi vào đường Trần Tướng Công nhé. Lần đầu tiên đi vào cái khu này. Khu này là khu của người Hoa này. Tên là đường Trần Tướng Công. Không biết vợ của Tướng Công thì tên là gì ta? Phu nhân các. Khu này chuyên bán các cái thuốc nam nên là vào đây thì nghe mùi rất thơm các bạn. Đường Trần Tướng Công chỉ có một khúc ngắn này. Ra đây không biết là đường một chiều hay hai chiều đấy các bạn. Đây là đường Triệu Quang Phục, hai chiều rồi. Đây. Đây đang là đường góc đường Trần Tướng Công cắt với đường Triệu Quang Phục. Triệu Quang Phục thì đi ra tới ngoài này các bạn ơi là đường đại lộ Võ Văn Kiệt. Ra phía ngoài là đại lộ Võ Văn Kiệt rồi. Đó. Ngày xưa thì đại lộ Võ Văn Kiệt này họ gọi là đại lộ Đông Tây. Sau này thì họ đặt tên là đường Triệu Quang Phục. Bên kia để Tuấn Dương coi xem đó là cái trường học gì. Trường Tiểu học Lý Thái Tổ. Nó nằm phía bên quận 8. Còn cái hướng này để mình coi nhé. Đây là cái khu này là khu... hướng này là cái cầu... từ cầu Trà Và xuống để đi về quận 5 này. Đó. 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 Lượng xe cộ đi lại ở cái tuyến trục chính này cũng khá đông. Thì hôm nay Tuấn Dương sẽ tìm cái số nhà 90 Triệu Quang Phục ngay góc... bắt đầu từ góc Võ Văn Kiệt cắt với Triệu Quang Phục. Chúng ta sẽ đi tìm số nhà 90 đường Triệu Quang Phục. Rồi mời cô bác anh chị chúng ta cùng đi với Tuấn Dương nhé. Con đường này hôm nay không hiểu sao thấy vắng quá. Có lẽ đây nó không phải là cái con đường chính. Lẽ ra đây cũng là cái giờ cao điểm để cho người dân họ đi về mà thấy bỗng dưng thấy vắng lặng. Các cửa hàng này họ cũng đóng cửa, họ nghỉ sớm này. Nói chung người dân thành phố chấp hành, ý thức chấp hành rất tốt. Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào,
ai ở chỗ nào ở yên chỗ đó. Đây là góc đường Phan Huy Chú, cắt với đường Triệu Quang Phục này các bạn này. Đây đang là số 52 Triệu Quang Phục rồi. Còn phía trước mặt đây là đường Hải Thượng Lãn Ông. Chắc mình sẽ băng qua đường để mình tiếp tục rong ruổi trên cái con đường Triệu Quang Phục nha các bạn. Đây là góc Hải Thượng Lãn Ông, cắt với Triệu Quang Phục. Đây Tuấn Dương sẽ ghi hình bên kia, nó có một cái tòa nhà các bạn ạ. Nó có một cái tòa nhà theo cái kiến trúc cũ này. Đó, các bạn thấy không? Nó đã được sơn lại và vẫn còn giữ nguyên cái kiến trúc ban đầu. Bây giờ nó là công ty cổ phần cơ khí ngành in. Đó. Ở bên kia đường Hải Thượng Lãn Ông. Và cái khu này thì họ chuyên bán về các cái mặt hàng là thuốc bắc. Đây các cái mặt hàng các bạn nhìn này. Họ bày trên những các cái thúng. Và chúng ta đi chúng ta có thể nghe mùi thuốc bắc rồi. Đây là cửa hàng Yến Nhung. Đi đến đây thì nghe sặc mùi thuốc bắc luôn. Đây một cái căn nhà nữa này. Mình sẽ lựa cái góc camera để quay hình, ghi hình cho các bạn. Đó. Một cái căn nhà này cũng cái kiến trúc cũ từ ngày xưa. Họ làm cửa chớp. Cửa chớp rồi ở trong còn một lớp cửa nữa. Cái cửa đó thì rất là mát. Đó. Đây chúng ta sẽ đi qua đường nhé. Đây họ làm cái đường này thì hơi dốc. Đó. Đây những cái người xôi giò, xôi khúc đó. Trời ơi, họ rao quá giỏi luôn. À, hình như họ rao bằng loa. Tưởng là tiếng hai cô này. Mình tưởng là tiếng hai cô này nhưng mà không phải. Rồi chúng ta đi tiếp nha các bạn. Rồi bán xôi cho chú này. Có người mua rồi. Đó, chú này chú mua xôi rồi. À, quá ngon luôn. Đây mình. Đây đang là đường Triệu Quang Phục đây các bạn. Chuyên bán về thuốc bắc. Đây mình sẽ kiếm cái số 90 84 86. Triệu Quang Phục này là đường một chiều các bạn ạ. Đây là đường một chiều thì Tuấn Dương sẽ đi qua bên đường để cái số 90 nó nằm phía bên số 90 nó nằm phía bên tay phải. Đây nó có hai số. Một là cái số 90A là nhà thuốc y học cổ truyền. Nó có hai số nha các bạn. Mình sẽ quay. Đây một cái là tiệm thuốc bắc số 90B. Đây là số 90B. Đường Triệu Quang Phục. Là đây là một cái tiệm cơ sở Thu Hằng. Nhà thuốc bắc Thu Hằng. Còn
kế đó là cái số 90A, thì là nhà thuốc y học cổ truyền Nguyệt Quang. Nguyệt Quang các bạn ạ. Còn nguyên cái dãy kia thì đây mình sẽ cho các bạn coi nhá. Nó là một cái dãy nhà mà theo cái kiến trúc cũ, nhưng có một số nhà thì họ đã thay đổi rồi, họ không làm theo cái kiến trúc cũ mà họ sửa chữa lại rồi các bạn. Đó. Đây ví dụ như mình cho các bạn coi cái căn nhà này này, là hai căn liền nhau này. Đó. Thì họ vẫn còn theo cái lối kiến trúc cũ. Đó, nhưng mà kế đến thì có những cái căn mới. Đây là 90A, 90B thì nó mang một cái kiến trúc khác rồi. Nó không còn là cái kiến trúc ngày xưa nữa. Ở khu này thì chủ yếu là người Hoa sinh sống. Vậy là Tuấn Dương đã thực hiện cái lời hứa với anh David C là quay cái số nhà 90 Triệu Quang Phục. Nhưng mà chỉ có khác là bây giờ có hai số. Bên đây là 92A rồi. Bây giờ chúng ta lại đi tiếp nhé. Trên cái phố Triệu Quang Phục này. Bên đây là đường Trần Hưng Đạo này các bạn này. Đường nào dài bằng Trần Hưng Đạo, gái nào xạo bằng gái vũ trường. Đây vẫn là góc Trần Hưng Đạo cắt với đường Triệu Quang Phục. Triệu Quang Phục này là cái con đường một chiều. Rồi kế ở đây nó có một cái chùa gì đây này, nó có cái tiếng Hoa, tôi thường cũng không biết tên nó luôn. Để cô bác anh chị nào biết cái ngôi chùa này thì hãy comment giúp Tuấn Dương nhé. Rồi, thông báo tạm nghỉ. Hưởng ứng phong trào chống dịch bệnh COVID-19, quán tạm ngưng đến ngày 31 tháng 3. Đó, ẩm thực Hải Dương. Nghỉ luôn. Bên kia là chùa. Mấy cái ngôi chùa này thì đều nghỉ. Đây, Tuấn Dương sẽ tiếp tục đi trên đường Triệu Quang Phục. Thông tin mà Tuấn Dương được biết thì bệnh viện Chợ Rẫy bây giờ họ cũng giảm cái số lượng khám chữa bệnh cho một số các cái khoa không cần thiết để phòng chống lây nhiễm. Tuy nhiên thì cái dịch vụ cấp cứu thì vẫn hoạt động bình thường các bạn ạ. Đây góc đường Triệu Quang Phục cắt với đường Kỳ Hòa. Đây Tuấn Dương sẽ quẹo trái. Ghi lại những cái hình ảnh đường phố Sài Gòn vắng như thế này không phải là một cái điều dễ dàng lúc trước đây, nhưng bây giờ thì nó quá dễ luôn, dễ tới mức mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Cả thế giới vất vả vì COVID-19. Chúng ta ra đây là đường Lương Nhữ Học. Cái con phố này là chuyên bán đèn lồng các bạn. Để Tuấn Dương xem giờ họ còn bán đèn lồng không ta.
có lẽ là không còn bán nhiều nữa rồi. Chỉ vào cái dịp Trung Thu hay là gì đó thì họ mới bán thôi. Đây, tuyến đường sẽ quẹo phải. Đây, các cái ngôi chùa. Chùa Hội Quán Ông Lăng đóng cửa nghỉ. Đóng cửa không có tiếp khách, chỉ còn bác bảo vệ ở phía bên trong thôi. Chúng ta đang có mặt, đây là đường Lão Tử thưa quý vị. Quán Ốc Hà này. Nhiều quán này bây giờ họ cũng chỉ bán cho khách mang về thôi, họ không bán ăn tại chỗ. Đây là góc đường Tống Đốc Phương, cắt với đường Lão Tử. Tống Đốc Phương bây giờ có tên là đường Châu Văn Liêm các bạn ạ. Rồi, Tấn Dương sẽ băng qua đường nhé. Đi vô đây thì chúng ta sẽ gặp cái, đây là chợ, chợ Phùng Hưng. Ông chú này đi sao ta? Ông chú này đi chắc bị tai biến quá. Chú chỉ đi từng bước một được thôi. Thấy rất là tội nhá. Nhiều khi họ không có cái điều kiện để tập vật lý trị liệu. Đây là cái khu chợ này, là chợ Phùng Hưng. Họ chỉ họp chợ vào lúc buổi sáng thôi. Buổi tối này thì có một số ít những các cái cửa hàng bán đồ ăn uống. Là cái mùi ốc xào gì đó rất thơm. Đây, chúng ta sẽ quẹo. Quẹo trái. Bây giờ các cửa hàng bắt đầu đông khách rồi. Nhưng mà Tuấn Dương theo quan sát là thấy chủ yếu khách mua mang về. Cái người ngồi ăn ở đây thì không nhiều. Nhiều cửa hàng giờ họ có cái thông báo là chỉ bán cho khách mua mang về. Đây đang là góc đường Nguyễn Trãi, cắt với đường Phùng Hưng các bạn ạ. Một số các cửa hàng bán mang về thì họ lên đèn rồi. Đây là cái khu trước mặt chúng ta là cái khu đèn Năm Ngọn. Rồi chợ vải Xoáy Kình Lâm. Đó, đây là cái khu đèn Năm Ngọn đây. 1, 2, 3, 4, 5. Đây là góc đường Phùng Hưng cắt với đường Trần Hưng Đạo, Trần Hưng Đạo B. Trước mặt chúng ta là Thương Xá Đồng Khánh. Đó. Còn cái chợ vải Xoáy Kình Lâm là phía bên tay trái theo cái hướng mà Tuấn Dương đang di chuyển. Thôi, Tuấn Dương sẽ xuôi theo cái
lối này để đi về phía nhà thờ Cha Tam nhé. Đây đang là phường 14, quận 5, thương xá Đồng Khánh này. Nhà thờ Cha Tam đang ở phía trước mặt. Các cái quầy bán vải họ cũng nghỉ rồi. Lẩu bò kim chi chỉ bán mang về thôi. Khu phố này bây giờ bắt đầu nhìn một cái màu ảm đạm. Nó không còn đông như là những cái, không còn sum như cái dịp trước Tết. Trước Tết thì ai họ cũng đi, họ mua cho mình những cái sấp vải, manh quần tấm áo. Đây, một cái cửa hàng này cũng đang chuẩn bị dẹp. Đây là lối trước mặt kia các bạn, là nhà thờ Cha Tam đó. Nhà thờ bây giờ cũng đóng cửa. Các cái nhà thờ, các cái nơi tôn giáo là không có hoạt động. Vì những cái cơ sở tôn giáo khi mà họ làm lễ đó, thì làm lễ rồi cầu nguyện này nọ thì rất dễ lây nhiễm. Đây, nhà thờ Cha Tam đang ở phía trước mặt chúng ta. Đây, họ có cái tên là nhà thờ Francisco Xavier, ngay góc đường Trần Hưng Đạo, cắt với đường Học Lạc. Rồi, Tuấn Dương sẽ quẹo trái. Xin lỗi, mình quẹo phải. Gần đây có cái trường là Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh. Qua đây là trường Mẫu Giáo 14A này. Đây đang là góc đường Nguyễn Trãi cắt với đường Học Lạc các bạn ạ. Góc Nguyễn Trãi cắt với Học Lạc. Đi hết đường Học Lạc này chúng ta sẽ gặp đường Hồng Bàng. Đây, chúng ta đi ra đường Hồng Bàng. Tuấn Dương sẽ băng qua đường. Đây, chúng ta sẽ đi vào đường Dương Tử Giang, thưa quý vị. Đây là góc đường Tân Hưng cắt với đường Dương Tử Giang. Đây, con phố này thì chuyên bán về phụ tùng, phụ kiện, đồ chơi, xe gắn máy. Phố này chỉ hoạt động đông đúc nhộn nhịp vào
ban ngày, còn ban đêm thì chỉ còn một số ít cửa hàng họ chuẩn bị họ đóng cửa các bạn ạ. Đây cái con đường này là đi vào cái khu đồ, đây là chợ xe máy Tân Thành này. Đó, các chú đang quét rác, mà họ quét là họ quét dục ra đường chứ không có quét gom lại. Nhiều người bắt đầu bây giờ họ dọn hàng để đi về, và đây là giờ của những người công nhân quét rác. Đây chúng ta sẽ quẹo phải ra đường Tạ Uyên. Con Tạ Uyên này ngày xưa có tên là đường Tôn Thọ Tường các bạn ạ. Đó, tình hình Sài Gòn là như vậy đó. Giờ các bạn nhìn thấy rác ngập trời luôn. Cái khu này Tuấn Dương chỉ có cái phê bình cái là rác này, quá trời luôn, ngập ngụa lên. Đây mình đi vào cái khu này nữa này. Đó. Và rác ngập trời. Cái ý thức vệ sinh rất kém, nên là những cái cô công nhân, cô chú công nhân mà phải đi lượm rác, dọn rác, họ làm việc rất là vất vả. Cái khu rất là bẩn. Các tiểu thương thì cũng vô ý thức. Khi mà buôn bán xong thì không có quét dọn phía trước. Có rác là rục, rục ra đường. Để nhường cái phần khó khăn cho những người lao công. Các bạn thấy á, những các cái đống rác này trước cửa nhà của họ. Rồi xe cộ nó đi thì rác nó bay tứ lung tung. Giờ trời tối rất nhanh nhé. Đây là góc Dương Tử Giang cắt với Nguyễn Chí Thanh. Giờ Tuấn Dương sẽ băng qua đường. Nguyễn Chí Thanh này cũng vắng. Giờ phố lên đèn rồi. Đèn đường có lẽ họ bật chậm một chút. Đây Tuấn Dương sẽ đưa cô bác anh chị mình đi qua một cái phố nữa là phố gì ta? Cái phố Sủi Cảo Hà Tôn Quyền, không biết là họ có bán có đông không. Thì hôm nay tôi sẽ đi vòng vòng qua đây coi thử xem nào. Đây các quán cà phê đóng cửa nghỉ. Ngay cà phê ngay góc này chỉ bán mang về này. Các cái tiệm bún mì vàng gì đó cũng đóng cửa luôn. Các quán karaoke cũng đóng cửa. Karaoke là bị cấm hoạt động các bạn ạ. Cấm hoạt động trong cái dịp này. Nó là cái dịch vụ không cần thiết và dễ lây nhiễm. Đây, chúng ta băng qua góc Tôn Thọ Tường, cắt về đường Trần Quý. Tôn Thọ Tường là tên gọi ngày xưa thôi các bạn, bây giờ tên của nó là đường Tạ Uyên. Khu này hay bán heo quay, vịt quay.
Đây chắc là nhiều cái quán ăn này cũng nghỉ rồi. Cái phố Sủi Cảo đấy. Hôm nay tắt điện, đóng cửa luôn này. Đây, phố Sủi Cảo Hà Tôn Quyền đấy. Này sập nguồn rồi. Không nhà nào bán nữa rồi. Đó. Sủi Cảo đóng cửa nghỉ rồi. Đó, kể cả bán mang về họ cũng không bán nữa. Phố Sủi Cảo tắt điện, sập nguồn. Đây còn những bạn này đi thả diều này. Đang chạy để thả con diều. Đó. Đó. Ra tới đây là đường Nguyễn Chí Thanh. Các cái quán gì mì kéo sợi cung phu cũng đóng cửa nghỉ luôn. Đây chúng ta sẽ coi mấy bạn gái này thả diều nhé. Rồi một bạn cầm cây diều, một bạn cầm cái cuộn chỉ. Và các bạn sẽ chạy. Đây là nguyên cái phố, nguyên cái phố Sủi Cảo nổi tiếng quận đóng cửa rồi, không còn hoạt động nữa. Vậy là chúng ta mà muốn ăn sủi cảo thì phải chờ hết dịch. Chứ cách đây 1-2 hôm thì Tuấn Dương đi họ còn bán. Nhưng mà ngày hôm nay là chỉ đạo quyết liệt, ngưng, không kinh doanh, shut down toàn bộ, tắt đèn, đóng cửa. Đây, Sủi Cảo 193 này. Lẽ ra cái thời điểm này là cái thời điểm họ bán đông khách, nhưng mà vì chung tay với chính quyền nên họ đóng cửa nghỉ. Những người mà muốn ăn uống thì tìm kiếm một cái điểm bán hơi khó. Đây chúng ta lại đi ra đường 3 tháng 2. Nay là đường ngày nay là đường 3 tháng 2, còn ngày xưa là đường Trần Quốc Toản các bạn ạ. Đây đi xuyên qua con hẻm này để đi ra đường Tôn Thọ Tường, Tạ Uyên ạ. Nhưng mà cũng có thể là ra tới đây là sẽ không có. Ra tới đây như là khúc này một chiều. Chắc Tuấn Dương sẽ phải dắt bộ xe đạp để đi. Thôi chắc mình đi ở trên vỉa hè vậy. Đó. Đây mình đang đạp xe trên vỉa hè. Vỉa hè đi. Người đi bộ và xe đạp đi ngược chiều cũng thường ở Việt Nam họ hay đi như thế. Đúng ra phải đi bên kia các bạn. Nhưng mà cũng đêm tối cũng chẳng có ai nên là leo lên đây. Thay vì dắt bộ thì đi chậm chậm chút xíu. Chúng ta sẽ chuẩn bị, chúng ta sẽ đi qua đường qua bên kia đường để đi về Tôn Thất Hiệp. Tôn Thất Hiệp thì là quận 11. Xin lỗi, Tôn Thất Thiệp thì là quận nhất. Còn Tôn Thất Hiệp là quận 11.
mua mắc tiền đấy, 14 triệu. Rồi chúng ta đi thôi. Đây Tuấn Dương sẽ quẹo phải. Ở đây là cái khu chung cư Tuệ Tĩnh. Đây lối đi vào khu chung cư Tuệ Tĩnh đây các bạn. Đó. Chung cư Tuệ Tĩnh thì nó nằm gần cái đường Công Chúa Ngọc Hân và đường Lãnh Binh Thăng. À, tới đây thì Tuấn Dương xin kết thúc cái video clip này tại đây. Chúc quý cô bác anh chị mình nhiều sức khỏe. Đây ngay góc đường Tuệ Tĩnh và Lãnh Binh Thăng rồi. Tuấn Dương sẽ quẹo trái vào đường Tuệ Tĩnh, xin lỗi đường Công Chúa Ngọc Hân. Lối đi vào cái bên hông của chợ Phú Thọ. Và xin hẹn gặp lại các cô bác anh chị trong những video tiếp theo của Tuấn Dương chia sẻ về cuộc sống Sài Gòn. Và chúc tất cả mọi người có một cái sức khỏe thật là tốt, mau chóng vượt qua dịch bệnh, chiến thắng dịch bệnh. Rồi, hẹn gặp lại cô bác anh chị trong những video tiếp theo. Bye bye.